Nay có test tủng gì không? Hôm nay thì đây như này, hôm nay giới thiệu luôn anh em. Hôm nay thì có một bên FC Online. Đây bên phía FC Online thì cũng thu xếp được cho mấy anh em streamer. Đó là 10 gói euro, 10 gói euro chỉ định cộng 5, 7 ngày. Thì tôi sẽ chia làm 10 clip về 10 cầu thủ. Đấy, tôi nghĩ là tôi sẽ chia thành 10 clip thành 10 clip cho 10 cầu thủ. Đó. Truy cập ngay mua thẻ nạp.com để nạp thẻ game, thẻ điện thoại với mức chiết khấu lên tới 8%. Đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh gọn, uy tín, chất lượng. Như vậy là anh em đang muốn làm Scott McTominay đúng không? Ok, như vậy là tôi sẽ làm một video về McTominay. Thường thì ở server này thì chưa có anh em được trải nghiệm con này cả. Đó, anh em chưa trải nghiệm con này nên là tôi đang muốn là làm con này và tôi sẽ xây dựng một team xoay quanh nó, hoặc là tôi đang có hai hướng làm con tên như này. Một là mình sẽ cho Scott McTominay vào đội quốc dân để trải nghiệm. Ui, cảm ơn Đông nhá. Thầy nick E muốn nâng tầm FB Chu Hải Đông. Ok, thầy cảm ơn Đông rất nhiều. Đông gửi nick vào fanpage Tabi Tuấn Anh Gaming nhá. Đó, một là tôi muốn nhét nó vào đội quốc dân, hai là tôi sẽ xây một team MU xoay quanh nó. McTominay. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Minh fan thầy Tabi 20 năm, lần đầu donate, không biết là Hello. Có nhớ em không? Cảm ơn Minh nhá. Cảm ơn Minh. Thầy không lần đầu thì không nhớ được thật. Build một team xoay quanh McTominay để kick có lo. Ok, tôi được rồi. Tôi sẽ làm một tôi chắc là McTominay, tôi nghĩ là chắc là tôi chỉ làm được cái thôi chứ chỉ làm được máu u đấy chứ còn team nào nữa anh em. Ok, chúng ta sẽ đến với Scott McTominay, một trong những cầu thủ được anh em fan MU cho rằng đánh giá là một trong những CDM mới và CDM chất lượng. Ôi trời ơi. Của team này. Tới chơi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Đông nhá. Gửi hôm RMHT thầy. Ok, thầy cảm ơn Đông. Như vậy là chúng ta sẽ có 2.55. 1m93, 88 cân, thể trung bình khá là to anh em ạ. Thể này khá là to, nó không phải trung bình đâu. Ui, xe đến tất cả vị trí. Như vậy là ui mình sẽ vẫn lên CS cũng được này. Cho Tabi 10.000 đồng. FT 121 luôn mà. Em nghĩ là đang Euro thì thầy làm một team tuyển quốc gia luôn của mùa E24 thầy ạ. Tuyển quốc gia sợ hơi có mua với các bạn mới ra chưa mua được ấy. MU mùa EU24 như vậy là tôi sẽ test thử có sẵn Vanasa đây rồi, Varane đây rồi. Chắc là tôi sẽ làm team MU. Ok, như vậy là mình sẽ triển khai nó ở vị trí ST đi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho em một slot cho cháu Lukaku được không thầy nhỉ? Đó, Lukaku được. Bây giờ mình lấy thêm cặp Lukaku. À, Scott McTominay bây giờ mình sẽ lấy thêm Haaland. Zamut Haaland. Ok, như vậy là tôi sẽ có được thêm đây rồi. Đây sẽ là song sát MU. Song sát MU. Chúng ta sẽ có thêm được một lựa chọn Haaland nữa thay vì cái mùa 23NG8 giá khá là cao. Giá đơn rơi khoảng 9.000. Rồi. Lukaku thì tôi đá nhiều rồi mà, Lukaku tôi đá khá nhiều đó. Cánh trái tạt tốt. Anh em gợi ý gì không anh em nhỉ? Anh có gợi ý gì cho tôi không? Cánh trái tạt tốt. Như vậy là anh em đã bảo là Mkhi cũng là một trong những cái chân tạt rất là chất lượng của trò chơi này. Em Khi Tarian đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm nào có chương trình nâng tầm thầy chiếu cố cho e tí. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Như vậy là chúng ta sẽ dùng VTR đi. Dùng VTR 255 à? 255. Ok, 255, 500 tỷ, không thành vấn đề. 500 tỷ quê thôi mà. 12.000 đồng. Joykin. Ok, Joykin này là Joykin à? Đúng không? Joykin. Kin thì chắc tôi nghĩ là đá hẳn mùa DC luôn cho chắc đấy. Cường Văn đã donate cho Tabi 11.111 đồng. Cảm ơn Cường Văn nha. Chào thầy em học sinh mới. Ok, xin thầy xin chào Cường Văn nha, mời em vào lớp nha. Lisandro Martinez. Không biết là có Lisandro không? Đúng không? Lisandro đúng không? Viết như nào nhỉ? Đây Lisandro Martinez đúng không? À là bát trong game truyền còn không nổi, thật truyền còn không nổi, không biết là trong ngoài đời như nào. Nhưng mà 1-2 trận vừa rồi là cũng ổn rồi, 1-2 trận vừa rồi nếu mà đánh giá gọi là không có khắt khe quá là cũng ổn rồi. Á mà u. Như vậy là tôi sẽ đặt mắc con này. Cánh trái thì tôi sẽ lựa chọn là Luxor. Cánh trái thì mình sẽ lựa chọn Luxor để bổ trợ thêm cái khả năng tạt bóng. Luxor của Euro có bán không nhỉ? Chưa bán luôn. Luxor hay là mình phải đập hay là thử sức với quả Luxor đập lên nhỉ? Luxor sẽ là cánh bên này, cánh phải của MU anh em ạ. Hậu vệ cánh phải MU sẽ là Malaysia mua cộng 8. Ok, như vậy mua cộng 8 này thì bỏ Luxor đi. Cánh phải sẽ là Dalot. Ok, như vậy là cũng dần dần hoàn thiện được team MU nhanh mà. Diogo Dalot, chúng ta sẽ có Dalot mùa E21 cộng 9 à? Cái này có mua hẳn cộng 9 không ta? Cộng 9 có sợ hơi phí không nhỉ?
anh em mua cái này cộng 9 thì tôi thấy là nó súp à. 21 cộng 8 thôi, cả phí mà các bạn, tôi thấy con này có 106 mà chẳng có gì nổi bật ấy. Trước tôi xúc cái con Mabu tôi thấy nó còn kiểu nổi bật, con này chả có gì nổi bật à. Nó không có gì nổi bật nên là tôi quyết định tôi không mua nha. Thực chất là 500 tỷ mà con cộng 9 thì cả là nó như nào thì tôi thấy là hợp lý thì vẫn là xúc thôi, nhưng mà con này tôi thấy nó không hợp lý, thật sự là như vậy. Ok, Lissandro về đây là hai tiền đạo này khá là lực nhá, hai tiền đạo chân 5, tiền đạo chân đây. Chân trái cho sang bên này. Mình để Tominay đá CF. Ui. Tominay đá CF 125. Mét 93, 88 cân. Có vội, có sút xa. 255 thể hình trung bình. Má ơi luôn mà, má ơi luôn đấy. Quả đội hình, quả này không biết là vào đá có giống ấy không nhở. Vào đá không biết, tôi sợ là vào đá nó tôi tưởng em nhầm Gulit. Đã donate cho Tabi 10.000. Maguire. Nhớ em ơi, như vậy là múc con Maguire đi. Như vậy là team Colombo đã được khung. Chỉ số chung tất cả cộng 3, tăng tốc cộng 3 và xúc xa cộng 3. Cái team này, cái team tôi nói thật với anh em, cái team này nó là ông tổ cái búa cái thể loại sút láo, nói thật với anh em. Đấy, sút xa và tăng tốc. Ôi giời ơi. Chỉ số chung cộng 3, búa cái thể loại sút láo. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rồi ok, như hai cánh này sẽ để bám biên một chút này. Trung Vi đẹp dai khoai to hơn thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Trung Vi. Thầy có quên em không thầy? Tiện cho em hỏi, bạn Lực thì ăn cóc còn bạn Lộc thì ăn gì vậy ạ? Thầy không biết bạn Lộc bạn ăn uống gì sao thầy biết được em ơi? Thầy không biết được mấy cái câu đấy, thầy không thể trả lời nổi đó. Không thể trả lời nổi. 1-3, như vậy là 1-3 hai cánh này. Ok. Cô Vanu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm nay e vừa lên con Zera ITM đêm vấp cỏ thầy có nhận review ca thầy. Vừa lên đây em. Thầy đợt này thầy không nhận anh em ơi, đợt này thầy không nhận review ác mấy anh em ạ. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với quả đội hình MU của tôi vừa build xong trong khoảng là 10 phút. Với những một vài nhân sự có sẵn kết hợp với một vài nhân sự mở ra và một vài nhân sự là gọi là mua về. Đó. Lương bây giờ nó cũng 260, tôi thấy là nó cũng dễ biểu. Đã donate cho Tabi 100.000. Ui cảm ơn Thành nhá. Bữa nào về quê nhớ alo e nha thầy. Ok Thành ơi, nhưng mà liên lạc với Thành qua đâu mới được chứ? Thật, liên lạc qua đâu? Alo kiểu gì? Đó, tôi chả đá cái này bao giờ đâu, nhưng mà tôi hôm nay thì vào tìm cho nó nhanh. Em Tiến Nam Định đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thực đơn hôm nay là gì nhỉ vua Tần? Nó chính là món phở Nam Định quê hương chúng ta. Nó chính là món phở Nam Định đó Tiến. Đi đâu? Tommy đây. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của bộ đôi này cái nhở. Ồ thì Holland này sút luôn đi cho nó nhanh. Roy Keane. Holland. Nào, ok lên lực rồi mà. No. Rồi, ui. Lên lực rồi mà sao nó không sút nhở? Ôi ơi. Trung Vi đẹp dai khoai to hơn thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tommy này dành tặng em một bàn thắng đẹp với ạ. À. Đội bóng em yêu Glory Man United. Đây là bàn thắng đầu tiên xin phép được gửi tặng Trung Vi. Và còn gì tuyệt vời hơn khi nó đến được với từ vị trí của Scott McTominay. Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tommy này hat-trick 100k. Thế thì phải ăn cái hat-trick luôn, chân nào cũng búa. Chán phải búa hết. Thế cho nó nhanh, hai bàn. Đó, làm cái hat-trick 100k. Nhưng mà em lại thích ăn bánh đa cá rô à? Bánh đa cá rô thì nó là một trong những kiệt tác của Nam Định rồi gì nữa. Cảm ơn Phan Thành nhé, cảm ơn em rất nhiều. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thay oi, thay cho em xin nhan CV khoa cho sau chan số mát 2 vs 2 chiêu nay gì. Nói chung là thua Phúc Zola với gọi là thua thằng Vumino tôi không có nhiều đánh giá sự với anh em như vậy. 50k đó em chia đều cho thầy và thầy Hải, Minh A, Phúc Zola, Vumino, khoa trò và cả anh Trường nữa thầy ơi, trả giúp em mặt miếu. 50k em chia bằng đấy người luôn à? Nope. Không tập trung được, cái thải đá mở xe không tập trung được ấy. Hello mọi người, lại là Mạnh đây, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello Mạnh nhá. Vào muộn ngồi đâu thầy? Vào muộn ngồi cuối thì ngồi đâu nữa. Chắc chắn rồi. Cái xe em đi học, cái đến lớp muộn áo tu ngồi cuối. Khó chịu phết nhờ, quả mở xe đá cả bóng khó chịu em phết đấy. Em Nguyên Sống Tình Cảm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ngọ em thấy thầy bảo tặng em một bàn đá phạt bằng Messi mà mãi chẳng thấy đâu. Nay nhân dịp của McTominay ở đây, người có khả năng kiến tạo nguyên gốt, thầy tặng em một bàn đánh đầu của Højlund từ chấm pen được không ạ? 50k. Có cái gì nhỉ? Nó cái gì lúc mà
ra ngoài, chuyền ra ngoài, chuyền ra ngoài cái. Joaquin. Nói cái gì mà tôi quên mất rồi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Holland. Hôm đó em xem. Bam. Xem mà mỗi tội em không biết DNT bằng dirty phải ngồi máy tính mới DNT. Trời ơi, dễ mà em tải WeScan về, tải app WeScan về nhá. Đây rồi. Làm cái Tominay hat trick nhỉ. QD 50 á? Tiểu Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. QD 50 nhá. Chắc quá thầy thay Onana được không thầy? Được em ơi, chặn sau thay Onana vào luôn. Hat trick. Tominay hat trick 100k. Sasu. Holland. Với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. McDominay, Scott McDominay. Ok, thầy cảm ơn Tuấn Anh nhiều nhá. FD hai chân thoải mái đi, chân trái chân phải, có góc là búa. Thường thì khi chơi FC Online chúng ta thường hay tìm những lý do để đổ thừa cho pha xử lý tệ hại của mình. Điển hình như Tabi Tuấn Anh, thay vì chê con hôi luôn đá cực ngu thì anh luôn miệng khen CB và thủ môn bên kia hay. Ai thấy đúng xin phím một. Thủ môn bên kia, người ta hay thì phải nói hay chứ. 5 bàn. Clip này khả năng là không cho Holland lên hình thăm được. Không cho lên hình thăm được. Tominay thể lực còn nửa cây là chơi vẫn được. Nói chung là chơi vẫn được, có phổi mà, thoải mái đi. Ôi trời ơi. MU sẽ nhuộm đỏ trời Âu đã donate cho Tabi 13.000 đồng. Hôm qua em cũng đi thi người tốt nhất thế giới mà đối thủ bỏ thi để em thắng. Thì là em thua hay thắng vậy thầy? Là em... Cái này em thử hỏi cái bạn mạnh vừa rồi. Cái bạn mà thi đấu với gương xem. Đấy. Một con hàng, nếu như cái mùa Euro được chọn những MVPL mà được 6 nha, lấy Tominay luôn. Tôi bảo có hải, lấy Tominay luôn. 30.000 đồng. Ôi cảm ơn mạnh nhá. Thế em có được chuyển lên bàn đầu chưa? Chưa chuyển được, đi muộn làm sao mà chuyển được. Lần này tôi chứng minh anh em tiếp một vị trí nào khác. Bây giờ nhá, nó vừa rồi là công rất là nét đúng không? Lần này tôi cho về thủ. Tôi sẽ đưa nó về thủ. Nhưng vấn đề là bây giờ nó về thủ thì ai nên đá trên công bây giờ? Vậy là phải mua con hàng công à? Bruno. Cú đen thì hiện tại là cú đen tôi đang muốn làm ở một content khác em ạ. Bruno đi. Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Onana và THG. Onana thôi, như vậy là tôi quyết định tôi sẽ chọn con Bruno. Rồi ok. Bủ ngay nữa thầy, tôi đừng có bủ ngay nữa, làm ơn đừng bủ ngay nữa. Trận đấu này tôi sẽ sử dụng Tominay ở vị trí phòng ngự. Tôi sẽ sử dụng anh ấy ở vị trí phòng ngự để cho mọi người thấy được là một cầu thủ toàn diện. Chơi được ôn vị trí thì sẽ đá như thế nào. Khi vừa đá công xong thì trận này sẽ đá thủ. Thích thì sau vứt về đá CB luôn. Maguire một bàn 50k nhận. Nhận. Ui, còn đá Rudiger. À Rudiger 8-1-20 UCL là bình thường. Như vậy là team Zen sẽ gặp team MU của tôi. Bruno. Có pen không? Có pen không? Đó là giá trị của Tominay tự động xâm nhập tình huống bóng vừa rồi. Không ấn một nút gì luôn. Tự động xâm nhập. Mới đi trại về Loco xem stream. Thầy tôi ổn cô. Xin bản đầu được cô thầy. Không được. Không được bản đầu. Đó, tôi vẫn ổn nhưng không được bản đầu. Tự chạy lên luôn. Chọc khe rồi là xong. Mắc hài đâu làm cái 50, mắc hài lên làm cái 50. Nào. Vua của lục ngạn, quê của khuê đầu bòa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khoa trò làm ăn chán thế thầy, mai bảo qua về làm một sọt lên chủ nhật đã y solo luôn. Đấy có thế thôi mà khoa trò làm ăn kém lắm. Đó. Một bàn thứ hai đến Mắc Hài. Xin cảm ơn em Mạnh đã tài trợ cho con tên này. Mkhitaryan. Tạt cho Beckham đánh đầu thì lại ăn mất rồi, đùa đâu cái thằng Mickey để tạt cho Holland này đánh đầu nó ra ngoài, tạt cho Beckham là xong rồi. Đa định chửi đâu, có không có chửi nha, không có chửi nha, đừng nhét chữ nha. Ui rồi bước một, ui được. Beckham chúa để tạt ngược, chúa để tạt ngược. Nope. Tạt xuôi cũng ghê mà tạt ngược cũng ghê, vua tạt. SC Online. Lisandro Martinez. Maguire. Sổi ôi mặc gai, cái bắt chết của KK này thì ai đá KK ITM nữa thật. Phất bậy. Có bóng là phất bậy phất bừa. Mickey. Ôi. Không khác gì em quàng tôi thật. Sử bóng không khác gì em quàng của tôi luôn. Góc trên. Trời ơi Tominay không đè được KK kìa. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao dễ nhở? Thầy ơi, thầy có phải là kẻ hủy diệt phòng ăn, bủ nô thành nam trong truyền thuyết ca vậy, vua phất bậy? Cái gì mà bủ nô thành nam đấy? Mày vua phất bậy đâu, phất bóng để thẳng hộp sọ mà cứ kêu phất bậy. Tịnh nhở?
đáng sợ, điểm tích đáng sợ. Tôi cần suy nghĩ một chút lại về Ramon Hojlund. Tôi đang suy nghĩ lại một chút về con Ramon Hojlund rồi đấy. Giống mê sút quá à. Tặng anh em bài hát tự hào fan đội bóng vĩ đại nhất. Glory, glory, Man United glory. Glory, Man United glory. Glory, Man United as the red go marching on. On, on, glory. Còn cái gì? Man United. Thua con nôn cái lòng gì đùa. Chào thầy này, thầy cho em qua đây học một hôm với ạ thầy Liam này off. Tỉnh chưa? Úi trời ơi, màu mè vô bổ quá. Đúng. Cái gì không đúng tôi sửa lại ngay. Ôi trời ơi. Đau lắm đấy. Với thầy, ui. Em đẹp trai hơn đã donate cho nữa tôi 10.000 đồng. Thầy trả em cái cờ Liam tẩn thằng Hoài Tuấn đặng 300S phát spam nãy giờ anh em mod khả năng đi ăn đêm. Ok ok. À tặng lại khó thôi kệ, để thầy tự tay thầy làm được mà. Gì? Hoài Tuấn Đặng đâu ta? Nào, chúng ta sẽ tiếp tục một trận đấu nữa với cái việc là mình sẽ dùng Tominay ở vị trí hậu vệ. Tới chơi đã donate. Tominay sẽ là hậu vệ đầy đủ tất cả các vị trí. Nói thật vô ích, thầy và bạn Trung từ lúc e chơi đếm hát đội hình chưa vượt quá 150 tỷ. Thôi đừng mõm nhá. Cái gì nó chuẩn nhá. Trận này với cái việc là CB thì có lẽ là Tominay sẽ không có nhiều gọi là spotlight đâu. Thế Thành mù là đối mạnh hay đối yếu hả thầy? Đã xong thầy học được gì từ anh ấy à? Tôi không quan tâm anh em ơi. Nó lại dễ thật đấy, nó lại rất là dễ ở những cái pha bóng nhiều như này. Nó lại rất là dễ, nó nói thật anh em ấy. Beckham, Hojlund, chiều cao Hojlund. Nope. Ui, ngoài ghi bàn thì nó lại có tí Garnacho nhở. Donate một bên thôi, Weston nghe dễ chịu, nghe điểm đạm rất dễ nghe. Bên kia vừa nói vừa tắc thở như đang sắp đến cuối game vậy. Ra hết người, ui trời ơi, Bruno sút không ra góc nữa nhở. Thầy cài STK vào đây e đả đạn vào cho. Ui, STK không để được. Thôi anh em donate cho tôi là vui rồi. Hojlund. Nope. Ui, bắt được luôn mà. Đừng để con Bremen lên nhá. Rồi. Nope. Ui, phát ở xa, tê sao để thua bạn ngớ ngẩn đấy nhở. Nào, Beckham mù tê. Ra ra cái. Hojlund. Ôi trời ơi. Khó đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Thằng vừa hỏi nhiều tí ra cổng trường gặp tao nhé. Gặp làm gì? Cảm ơn anh em gặp cái quả đấy gặp làm gì thật. Anh em những quả đấy mà gặp mọi đời tôi không gặp làm gì, né không được. Xin cảm ơn khó nhé, cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn đại bàn núi thủng nhá. Nào, trời ơi, con Tominay này hình như điểm yếu của nó là truyền trọt hay sao ấy. Ôi trời ơi. Hello mọi người. Nope. Trời, xung quanh người bắt gai kìa. 10.000 đồng. Ôi trời ơi. Lại là đi gì hao. Giái đờ đã đồng hết cho ta đi 10.000 đồng. Đã đến lúc anh phải đi. Yeah, yeah, oh. Còn đống công việc phải lô, sorry bi chẳng bên cạnh nhau để lại đống yêu thương đổ vỡ. Cơn mưa kia vẫn chưa tạnh đâu và như cầu vồng vẫn núp sâu mảnh mưa. Anh nhận ra càng níu lại càng thua. Dân chơi thiệt sau phải khóc, ú ú đống gióc vẫn chưa làm xong, ú ú đừng cứ coi anh là một thằng ngốc. Giấu tên đã biết cho ta vi 10.000 đồng. Khi kiến tạo người ta gọi tôi là ông trùm kỳ pát, ông vua truyền mạo hiểm. Khi tôi hỏng ăn người ta gọi tôi là Tabi Bồ Đào Nha. Cái gì mà Tabi Bồ Đào Nha? Sức là hôi lần này, những cái quả một chạm của nó không bén nhở. Tôi thề luôn đấy, tôi cảm giác nó không được bén lắm ấy. Con này thì tôi nghĩ là khó lên được hàng top tier của MU à. Donate cho Tabi top tier FT MU à. Thầy FD không hay, trích lời quý LGBT. Cái thằng khoa trò nó biết cái gì anh em. Score Matominay trong một tình huống này thì chúng ta phải. Nope. Của Van der Sar đứng trong gôn nhưng không có luôn mà. Ôi trời ơi. Thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Xin cảm ơn thầy nhé, cảm ơn em nhé. Cần một con nào. Ủa, thể lực sao về CB, sao thể lực tụt kinh vậy? Có phổi mà. Hổ lùn con đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn hổ lùn con nhé. Có con ợc MU 50kbp, mắc bệnh nan y nhưng nhờ thầy lần đi không ăn thua. Liệu e có thể học phụ đạo với thầy được không và mong thầy chữa giúp à? Không được em ạ. Đó, lần đi mà không nhận, à lần đi bây giờ mà còn làm khoan thua thì khả năng thầy không chữa được. Owen thay hổ lùn đi thầy, thằng Hojlund này nó tôi cảm giác nó không bén. Ôi trời ơi. Owen 1 FD 50k nhận kèo. Owen FD 50k nhận rồi. Cứ nhận để đấy đã. Đầu tiên. Ơi cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. Tominay. Ôi cẩn thận. Bảo cẩn thận đi.
Jamut Holland. Ôi sang trái cái. Em trân trọng chào thầy. Xin cảm ơn em Huy. Ôi giời ơi. Hello mọi người. Sang cái trái là ok, chân trái như Van Persie luôn mà. 10.000 đồng. Khó ngủ quá thì xem trò stream thôi, sao nữa giờ. Holland. Ủa số sao ỉ thế? Có Holland này. Có đây ví dụ như gặp Eto the Moment nó cái thứ là khác biệt nhìn liền nhá. McTominay. Ok. McTominay lần này chính xác rồi, lần này thì đã chính xác hơn. Nhưng mà Canavaro nó sao nhanh khiếp nhỉ? Nope. Trời ơi, ZD, pha này ZD đã ăn chặt rồi. Cái đầu này, cái đầu của cậu Tôm này. Cái đầu cậu Tôm kết thúc trận đấu này. Một con đen hoàn hảo dành cho Scott McTominay. NSNX Manh Savi, ông nào đá gành tinh anh gặp tôi ao nhận 200k tin chuẩn. Nhận thật sự có nhận được, có đúng nhận được không? Có đúng nhận được không đã? Further time. Scott McTominay, chiều cao quá lý tưởng. Đá đủ đủ ở Bình Dương đã nhận hết cho Tabi. Nhận. Hôm nay thầy đi ăn, thầy thấy bữa ăn hôm nay khoa với tai gì đãi có ngon này, không ạ? Này đã được ăn miếng nào đâu anh em, đã được ăn miếng nào đâu. Đó. Sau khi chốt lại thì tôi đánh giá như này. Thể hình ok. Tôi xin phép đánh giá với con chủ yếu đánh giá với con Tominay nhá. Thể hình ok. Đó, sức khỏe tốt, 2/5 sút được, truyền hơi kém. Truyền là một trong những cái điểm hơi yếu. Tốc độ ở mức trung bình kém. Tốc độ trung bình kém nhưng khả năng tì đè cả lưỡi rất là tốt. Đặc biệt rất nguy hiểm không chiến với chiều cao 1m93. Và khả năng bật nhảy của nó rất tốt nha. Nhảy 120 nha. Đó, 1m93 nhảy 120. Nên là những pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Chơi vị trí xếp nếu anh em nào thiên về kiểu tạt cột 2 ấy. Hello mọi người đấy. Lại là Mạnh đây đã thì thôi là niệm luôn. Tabi 10.000 đồng. Anh em kênh chat kêu tôi mõm thầy ra câu trả lời giúp tôi thầy Tabi. Mõm thật mà. Ok, mình xin phép dừng cái màn review của Tominay đây nhá. Anh em nào thích làm review con nào đấy anh em có thể để lại comment ở trên cái video YouTube của tôi ấy, anh em ạ.